Hello, xin chào các bạn nha. Đây, mình vừa nhìn thấy con kỳ nhông trên cây rau ngót đây các bạn. Đây, nó ở vị trí mình rất là xa rồi nha các bạn. Đây, thử xem. Bắt nó các bạn. Rồi, thấy chưa các bạn? Bắt được rồi. Ở đây này các bạn. Mình sẽ tay mình vô rồi. Trung tâm mình rồi, nó bắt nó rồi, phải rất đơn giản không? Nó cũng không đơn giản lắm các bạn, các bạn em cái nhông nhỏ các bạn, đồ kém bị thương rồi các bạn, thương hôm nay mình làm cho bị thương các bạn, chúng ta chắc là thế rồi. Thôi không sao, bị chảy tí vậy mà, không vấn đề gì cả. Nó rất là khỏe các bạn. Đây, trên cái mấy con nhỏ này thì rất là hiền các bạn, thân thiện. Bye bye. Xin chào. Đây, thôi mình thả đi gọi này. Thả nào, thả. Thả má. Thả mà. Đây. Bye bye. Bye bye các bạn nha.